Đúng là khó tin, một cục sắt bỏ không đáng để mắt đến lại được người thợ hóa từ rỉ sắt thành điều thần kỳ. Thành phẩm đưa ra làm mọi người đều sốc, đến ông chủ cũng đờ người, tăng lương gấp 3 lần. Đầu tiên người thợ cố định miếng sắt trên eto, dùng cơ điện cắt hai cái lỗ, dùng búa đập bỏ phần thừa, sau đó cho vào lò nung, nung với lửa lớn. Sau khi nung đỏ lên, lấy ra đập điên cuồng, dùng sức đập 1000 lần là thành dạng dài dẹt, đục bỏ một đoạn thừa ở đuôi là được một miếng sắt hình mặt trăng này. Đặt lên khúc gỗ, dán tờ giấy đã vẽ sẵn lên, xịt sơn tự phun màu bạc lên. Sau khi xé bỏ tờ giấy, cố định trên cái ghế, bắt đầu bước ra công tiếp theo, cắt bỏ phần viền thừa trước, sau đó đặt lên máy chà nhám, mài giũa đánh bóng. Góc nào cũng phải được mài cẩn thận, cho đến khi bóng phát sáng thì thôi. Lại dán giấy đã vẽ sẵn lên phần viền, xịt sơn lên, dùng bút dạ vẽ men theo đường cong, rồi lại cắt một đường rãnh, chỗ đường viền thì cắt thành hình hoa, mài bỏ phần thừa. Người thợ thủ công vô cùng vất vả, mỗi ngày đều dốc hết tâm huyết để sáng tạo. Bấm like là tình cảm, không like là yên phận. Tin rằng các bạn đều có thể thấy ở đây sẽ không keo kiệt một cái like. Bấm like vì người thợ thủ công, hết sức cảm ơn. Khoan 4 cái lỗ ở chỗ viền, mô hình bước đầu đã xong. Lấy một cục paraffin màu vàng, đầu tiên cắt ra hai đoạn dài và dẹt, nung nóng để ghép lại với nhau, rồi bẻ thành đường cong, nung nóng để cố định trên linh kiện đã làm xong trước đó. Dùng giấy bạc bọc nó lại, lại nung chảy một ít paraffin nhỏ lên linh kiện, lấy hai miếng sắt bỏ ra, hàn chúng dính lại với nhau, hàn thành hình một cái hộp sắt. Sau khi đã bọc thật chắc, cho linh kiện vừa nãy làm vào trong, đổ dung dịch màu trắng đã trộn đều vào khuôn, cho vào lò nung, nung ở lửa lớn để nó đông đặc lại. Đổ đồng đã nung chảy vào lỗ cái lỗ, sau khi lấy ra thì nhúng vào nước lạnh để hạ nhiệt, đặt lên máy chà nhám, bắt đầu mài giũa, đánh bóng, mài nhẵn phần viền và cả những mặt không bằng phẳng, cho đến khi cả vật thể bóng phát sáng thì thôi. Lấy một cục paraffin màu đỏ ra, vẽ hình tròn rồi cắt thành hai miếng, cố định lên máy tiện, bắt đầu gia công. Viên còn lại thì cắt thành hình răng cưa, nối hai viên lại với nhau, ấn chặt vào để cố định. Đặt tờ giấy đã cắt sẵn lên cục paraffin, vẽ hình theo đường cắt rồi cắt nhanh ra hình dạng. Dùng tay tách bỏ phần thừa, nối hai cái khuôn lại với nhau, dán lên bàn rồi úp một cái khuôn lên. Đổ dung dịch màu trắng đã điều chế xong vào, sau khi nung đến đặc lại, đổ đồng đã đun chảy vào, cho vào nước lạnh để hạ nhiệt. Sau khi lấy ra, ta được một linh kiện bằng đồng. Tiếp tục mài nhẵn bằng máy chà nhám, mỗi một góc, mỗi một mặt không bằng phẳng đều phải mài cẩn thận, cho đến sáng vàng lấp lánh thì thôi. Lấy một miếng linh kiện bằng đồng đã bỏ ra, cố định lên máy tiện, bắt đầu gia công chi tiết. Khoan một cái lỗ ở đỉnh mặt bên, xoay tròn, tạo ra một vòng xoắn ốc ở trong. Sau khi lấy ra thì cho một cái ổ trục vào giữa, cho lên máy tiện rồi gia công một lượt. Cắt cái khuôn đã làm xong thành hình, lắp vào linh kiện bằng đồng vừa làm xong, hàn để cố định lại. Sau đó, hàn nối với mô hình ban đầu. Có phải ngầu lắm không? Lấy một miếng sắt bỏ đã cắt cố định lên cái eto, cắt thành hình dựa theo ký hiệu đã vẽ bằng bút dạ rồi dùng búa đập bỏ phần thừa. Sau khi nung đỏ thì dùng hết sức bình sinh để đập, cho đến khi thành hình dạng dài, phẳng, dẹt thì thôi. Đặt tờ giấy lên, cắt theo tờ giấy, cho lên máy chà nhám, mài nhẵn phần viền. Sau khi mài nhẵn thì cho vào nước để tôi lại, lại dùng bút dạ vẽ đường cong, dùng máy mài góc mài phần viền, mài đến khi có độ cong, dùng khoan điện khoan hai cái lỗ ở giữa, đâm sợi dây sắt xuyên qua, cho vào lò lửa nung. Sau khi lấy ra thì cho vào dầu để tôi lại, lại cho lên máy mài mài đến nhắn bóng, cố định ống đồng đặt lên máy tiện, mài vòng ngoài trước rồi xoay tròn theo trục làm thành hình xoắn ốc, mài phần đuôi thành cái dùi, làm xong thì cưa một cái rãnh sâu ở giữa, cố định hai miếng linh kiện vừa làm xong vào với nhau, cố định bằng đinh tán, đập đi đập lại nhiều lần. Sau khi mài nhẵn thì lắp vào mặt bên của chủ thể. Xem đến đây, bạn có thể đoán ra người thợ đang làm cái gì không? Có thể để lại bình luận ở bên dưới, cũng có thể bình luận ở livestream xem bạn đoán có đúng không. Cố định một thanh đồng đặc ruột lên máy tiện, xoay tròn theo trục làm ra tay cầm. Lấy một miếng đồng, cắt thành một đoạn đồng dài, vẽ ký hiệu trước rồi cố định trên cái eto, dùng búa đập cong, dùng hết sức để đập cong, cắt một cái rãnh trên mặt bên của linh kiện, cắm miếng đồng vừa đập xong vào, khoan vài cái lỗ trên miếng đồng, xoay tròn theo trục làm hình xoắn ốc ở trong, gia công chi tiết ra 4 cái linh kiện hình chóp, cố định lên phần bảo vệ tay, hàn chỗ mối nối ở mặt sau. Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến, chỉ thấy người thợ nói nhỏ úm ba la xì bùa, mối hàn ở mặt sau biến mất trong nháy mắt. Quả nhiên người thợ biết ma thật lợi hại hơn. Tiếp theo là lắp bộ phận điều chỉnh cuối cùng, cố định linh kiện trên thanh truyền, rồi lắp cái dìu quan trọng nhất lên. Ở chỗ tay cầm sẽ quấn dây đeo tay màu đen, một cây dìu chiến hết sức bá đạo đã ra lò. Thế nào, có làm bạn ngạc nhiên không? Có phải sốc lắm không? 100 điểm tròn, bạn có thể cho tay nghề của người thợ bao nhiêu điểm? Nếu để bạn ra giá, bạn cho rằng cây dìu chiến này đáng giá bao nhiêu? Hoan nghênh để lại bình luận bên dưới. Chúng ta không gặp không về.